mẹ cứ cuộn như này á. Xong rồi. Một ngày nó phải chảy nước đấy. Đấy. Lần này làm có một mình mẹ đây. Chị ra làm cái. Em thì chịu. Đấy. À nó cuộn thành tảng như thế nhỉ. Cái này cây máy mẹ. Đấy, bây giờ hiện đại rồi nhỉ, không phải cấy tay nữa. Đấy, chỉ cần cuộn lại thôi.